Kỳ hồn hoàn màu đen của Hải Mã Đấu La đại biểu cho kỹ năng tiền làm toàn phong cự lăng tịch diệp quyền. Hồn lực triển khai mượn tất cả thủy nguyên tố xung quanh hình thành sóng lớn vòng xoáy, sinh ra tính sát thương trên phạm vi. Thân ở trên biển không thể nghi ngờ là chỗ toàn phong cự lăng tịch diệp quyền này phát huy tốt nhất. Sóng biển ngập trời đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hồn kỹ của Hải Mã Đấu La đang xúc lực nhanh chóng tăng lên. Thứ bảy máu chảy về tim. Hello hello, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của channel NTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục một chuyện 222 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu La Đại Lục chuyển chức phần 223, đường tam chiến Hải Mã Đấu La. Trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Đường Tam lựa chọn ngạnh kháng một quyền này, tuy nhiên là có đạo lý của hắn. Chỉ có như vậy hắn mới tuyệt đối là nắm chắc khiến cho Hải Mã Đấu La lâm vào làm một lĩnh vực của mình. Hắn đã nhìn ra Hải Mã Đấu La cũng không có lĩnh vực của mình, mà chiến đấu trong lĩnh vực không thể nghi ngờ đối với mình có lợi nhất. Hơn nữa dùng thân thể thừa nhận lần công kích này của Hải Mã Đấu La cũng khiến cho hắn có thời gian làm một chút việc khác. Công kích không có hiệu quả, Hải Mã Đấu La thất kinh. Hắn chỉ thấy hồng quang sáng lên chỗ cánh tay phải của Đường Tam, trong nháy mắt chuyển hóa thành kim quang trải rộng toàn thân. Đây là lực lượng phòng ngự như thế nào? Trên lực lượng của mình rõ ràng là cao hơn hắn, nhưng mà sao công kích vẫn là không có hiệu quả cơ chứ? Ngay trong quá trình giật mình, thân ảnh của Đường Tam đã biến mất trong trước mắt hắn. Làm ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng hoàn thành, mặc dù trên bình đài không có bất cứ thực vật gì, nhưng với tinh thần lực lượng cường đại của Đường Tam hiện tại, trên bình đài không có cũng không đại biểu cho trên bờ là không có. Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt vượt qua biển, nhanh chóng mượn thực vật ở bên bờ đem uy năng của Lam Ngân lĩnh vực thì triển ra. Cùng lúc đó, ở trong Lam Ngân lĩnh vực đã xuất hiện ra vô số tờ vàng, nhanh chóng bao phủ tới Hải Mã Đấu La. Đây là việc Đường Tam làm khi hắn ngạnh kháng công kích. Bát Chư Mâu dĩ nhiên là sẽ không bỗng dưng là xuất hiện vô cớ. Ngoại phụ hồn cốt và lĩnh vực dung hợp kỹ năng thôn phệ tờ vàng phát động. Khi vừa mới bắt đầu, Hải Mã Đấu La vẫn còn không coi trọng, nhưng mà khi tờ vàng rơi trên ba căn phòng hộ cháo của hắn ở trước mắt lúc trước, hắn lại lập tức giật mình. Năng lượng của ba văn phòng hộ cháo dưới tác dụng của thôn phệ kim ti giảm đi nhanh chóng. Lương theo Đường Tam tiến vào 80 cấp, ở trong Lam Ngân lĩnh vực thôn phệ kim ti của hắn đã không cần tiếp xúc cơ thể của người, nó vẫn sẽ có thể tiến hành thôn phệ. Năng lượng trong lĩnh vực, hễ không phải là năng lượng tự thân của Lam Ngân lĩnh vực cùng với thôn phệ kim ti tiếp xúc đều bị thôn phệ. Trải qua sự chuyển hóa của Bát Chư Mâu rồi trở thành một bộ phận hồn lực của Đường Tam, suy yếu đối phương, tăng phúc cho chính mình, đây mới là địa phương bá đạo nhất của Lam Ngân lĩnh vực. Đồng thời cũng là pháp bảo giành thắng lợi của Đường Tam. Sát thần lĩnh vực không phải là không tốt, nhưng mà sát thần lĩnh vực đối với hồn lực tiêu hao cũng là rất lớn. Dưới tình huống đối thủ không có lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phạm vi của ba văn phòng hộ cháo đạt tới đường kính là 5 thước, tự nhiên là phải thừa nhận thôn phệ kim ti càng nhiều. Cảm nhận được hiệu quả của thôn phệ kim ti, Hải Mã Đấu La không khỏi thất kinh. Lĩnh vực thật là đáng sợ, có trách đầy ngũ khảo của hắn phải trong 3 ngày kiêu chiến 7 thánh trụ Đấu La. Dưới sự bất đắc dĩ, Hải Mã Đấu La đành phải đem đệ lục hồn kỹ của mình, ba văn hộ cháo của mình thủ liếm đến xung quanh thân thể, tăng khả năng giảm bớt diện tích cùng với thôn phệ kim ti tiếp xúc. Đúng là thôn phệ kim ti bị một quyền này của hắn oanh kích bay lên, nhưng mà cũng không bị phá hỏng, giống như là bản thân không bị lực tác động, mà năng lượng một quyền này của hắn đã có một bộ phận nhỏ bị thôn phệ kim ti hấp thu. Cái này cũng có thể hấp thu, Hải Mã Đấu La rốt cuộc cảm thấy nguy cơ. Hắn hiểu được nếu như mà cứ như vậy, Đường Tam thậm chí là không cần công kích chính mình, chỉ cần bảo trì lĩnh vực. Hấp thu hết hồn lực của mình, chính mình liền thất bại. Thân là một trong 7 người thủ hộ thánh chủ, phong hào Đấu La cường đại, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhận thua. Trong mắt bạch quang đại phóng, Hải Mã Đấu La không có quản việc bị thôn phệ. Hít sâu một hơi, hai tay 10 ngón đan xen đặt phía trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đồng thời đệ cửu hồn hoàn trên người hắn phát sáng. Hồn sư không có lĩnh vực đối mặt với hồn sư có lĩnh vực là cực kỳ bất lợi. Hiện tại Hải Mã Đấu La muốn làm chính là bằng vào hồn lực cao hơn Đường Tam của mình phát động ra công kích mạnh nhất. Cho dù không thể đánh bại Đường Tam, cũng muốn tận khả năng tiêu hao thực lực của Đường Tam. Đây là chức trách khảo hạch của hắn, hắn tuyệt sẽ không bởi vì biết Đường Tam, biết thân phận của Đường Tam mà thả nối. Cứ việc đệ cửu hồn hoàn của Hải Mã Đấu La vẫn là màu đen vạn năm cấp bậc, nhưng trên thực tế, hồn hoàn màu đen này của hắn cũng có tới 8 vạn năm tu vi cấp bậc. Chính là lúc đầu hắn lao lực thiên tâm vạn khổ tìm kiếm trong biển rộng mới có được tích hợp hồn thú. Lúc này đệ cửu hồn hoàn lóe sáng, quần sáng màu đen nhanh chóng khuếch trường ra, hình thành một tấm màn đen hình tròn đưa thân thể của hắn xoay quanh ở trung tâm. Năng lượng khổng lồ điên cuồng chuyển động, không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Đám người đối mộc bạch đang xem cuộc chiến rõ ràng là nhìn thấy, khắp trong biển tất cả là sôi trào lên.
Lúc này đây không có hải mã thánh trụ quang mang ngăn cản, nước biển dĩ nhiên là dâng thẳng lên cao tới trăm thước. Hơn nữa thì nước biển trong suốt trong nháy mắt bị nhiễm đen, lưu động kịch liệt tản ra vô cùng rất nhiều năng lượng. Sử lai khắc ngũ quái đồng thời biến sắc, đây là đại cửu hồn kỹ của phong ảo đấu la sao? Uy thế thật là cường đại. Nếu như với toàn lực bộc phát của 10 vạn năm hồn thú, một kích này cũng không thua kém chút nào. Hải ma đấu la dưới tình huống bị lĩnh vực của Đường Tam hoàn toàn áp chế, phát ra một kích cực mạnh của hắn, ý nghĩ của hắn rất là đơn giản cũng rất trực tiếp lại phi thường hữu hiệu. Ta không phải nhìn không thấu lĩnh vực của ngươi sao? Ngươi không phải là muốn thôn phệ năng lực của ta sao? Tốt lắm, ta đem tất cả năng lực một lần phóng xuất đến cho người thôn phệ. Ta không cần tìm vị trí của ngươi. Lấy đại cửu hồn kỹ toàn diện công kích, đem thực lực của bản thân cùng với hải vực hòa hợp nhất thể toàn lực bộc phát, toàn diện công kích lĩnh vực của bản thể của ngươi. Cho dù như vậy sẽ làm cho ta tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng đồng dạng không được dễ chịu. Không thể nghi ngờ, lựa chọn của hải ma đấu la là hoàn toàn chính xác. Bản thân là một phong hào đấu la, hồn lực của hắn ở trên đường tam, lựa chọn toàn diện va chạm này đúng là đem ưu thế của mình phát ra. Cho dù có bị lĩnh vực làm suy yếu, với hồn lực vượt qua 99 cấp của hắn lại xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đại kỳ hồn hoàn màu đen của hải mã đấu la đại biểu cho kỹ năng tên là toàn phong cự lăng tịch diệp quyền. Hồn lực triển khai, mượn tất cả thủy nguyên tố xung quanh hình thành sóng lớn vòng xoáy, sinh ra tính sát thương trên phạm vi. Thân ở trên biển, không thể nghi ngờ là chỗ toàn phong cự lăng tịch diệp quyền này phát huy tốt nhất. Sóng biển ngập trời đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hồn kỹ của hải mã đấu la đang xúc lực nhanh chóng tăng lên. Khi hắn xúc lực xong, chính là một khắc phát huy ra đại kỳ hồn kỹ kinh khủng này. Ngay lúc này, thân ảnh của Đường Tam xuất hiện, màu vàng lam bên trong lĩnh vực, bóng dáng màu vàng lam kia của hắn mới nhìn qua có chút không hiểu. Thân thể yêu nhã xoay tròn trên không, chân trái đã đá ra. Khi hắn đầu dưới chân trên, một khắc chân trái bổ ra, chân trái của hắn đã không còn như là chân, mà là giống như một thanh chiến phủ thật lớn thông thiên hạ xuống. Một khắc này, sau lưng của hắn phảng phất xuất hiện cảnh tượng tà ma hộ kính vương vung lên, ló kinh vĩ khổng lồ đánh ra ngoài khơi, nhắc tới giống như là quang mang màu đỏ, làm thành một chuỗi tàng ảnh hình quạt màu đỏ trên không trung lóng lánh trong suốt. Kỳ dị chính là mục tiêu công kích của Đường Tam cũng không phải là bản thể của hải mã đấu la, mà là một tầng hắc sắc quang mang hắn phóng thích ra, cũng là vòng hắc sắc quang mạc của đệ cửu hồn hoàn tạo lên. Tầng hắc sắc quang mạc này chính là phòng hộ của đệ cửu hồn ký hải mã đấu la thì triển ra, năng lực phòng hộ thậm chí là còn hơn cả đại lục hồn ký ba văn hộ cháo. Khi một kích này của Đường Tam từ trên trời giáng xuống, tất cả thôn vệ kim ti trong nháy mắt tập trung ngưng kết thành một cỗ, vừa lúc ở hai bên của công kích này thôn phệ năng lực toàn bộ khai hỏa. Cứ như vậy, quang sáng màu đen dưới sự thôn phệ năng lực điên cuồng của hai cỗ kim tí thôn phệ ngừng tụ tại một chỗ, trung tâm quang mang xuất hiện ra một chút ảm đạm, mà ngay lúc này chân trái của Đường Tam đã từ trên trời giáng xuống. 10 vạn năm tà ma chân trái cốt chi kỹ hổ kinh tà ma phủ, Đường Tam tổng cộng có 5 khối hồn cốt. Khối tà ma chân trái cốt mới có được này có thể nói là hồn cốt duy nhất hoàn toàn tác dụng đến công kích. Thân là 10 vạn năm hồn cốt, lực công kích của nó có thể nghĩ được. Công kích của nó tổng cộng là có 2 cái, một cái là phạm vi tính công kích, cái kia thì chính là hổ kình tà ma phủ Đường Tam trước mắt thi triển. Ngưng tụ toàn bộ công lực toàn thân đến chân trái, trải qua hồn cốt tăng phúc, hóa thành lưỡi chiến phủ sắc bén mỏng như cánh ve, trực tiếp công kích về phía trước. Cho dù là thực lực của Tiểu Bạch như vậy, gặp hổ kình tà ma phủ của Đường Tam đều chịu thua thiệt. Có thể thấy được sự kinh khủng của hồn cốt kỹ năng này. 10 vạn năm hồn cốt hoặc là 10 vạn năm hồn hoàn, khi mà toàn bộ hiệu quả dùng để công kích tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Một tiếng xích nhỏ vang lên, hồng quang xẹt qua, quang sáng màu đen bao phủ bên trong thân thể của hải ma đấu la chợt ngưng tụ. Sau một khắc, ở trung tâm của hải cốt thôn phệ kim tí đã xuất hiện ra một lỗ hổng thật lớn, hồng quang lại hiện ra. Lúc này đây cũng không phải là quang mang của hồn cốt, mà là đến từ đại bát hồn hoàn của Đường Tam. Ba văn trạng hồng quang từng chế trụ Mã Hồng Tuấn và Đới Mộc Bạch trong đại bát hồn hoàn này dập dờn ra, dọc theo lỗ hổng của quần sáng màu đen nhẹ nhàng nhảy vào, bao phủ trên thân thể của hải mã đấu la. Hồn ký của đại bát hồn hoàn của Đường Tam làm ngân hổ kình ma chi nhiếp phóng thích. Là 10 vạn năm hồn hoàn, đại bát hồn hoàn của Đường Tam tổng cộng là có 2 kỹ năng, trong đó kỹ năng thứ 2 chính là làm ngân hổ kình ma chi nhiếp. Đặc điểm kỹ năng, vật lý phòng ngự là không hiệu quả. Một khi bị hồng sắc tam văn này tiếp xúc, bất luận là thực lực bản thân cường đại đến cỡ nào, đều bị cưỡng chế ngất 3 giây, năng lượng có thể chống đỡ. Nhưng khi tiếp xúc với năng lượng công kích của bất kỳ hồn kỹ gì, hồn lực của người phóng thích ra sẽ tiêu hao gấp 3 lần trong thời gian tác dụng. Đây là một kỹ năng toàn thể khống chế, kỹ năng quần thể khống chế cực kỳ bá đạo. Năng lượng của cưỡng chế ngất 3 giây kia cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng phải lâm vào run rẩy, bởi vì năng lực làm ngất này là tuyệt đối thành lập, chỉ cần tiếp xúc sẽ sinh ra, sẽ không bị bất cứ kỹ năng gì hoặc là hồn lực bên trong triệt tiêu. Cho dù có năng lượng hộ cháo phòng ngự, sau khi bị làm ngân hổ kình mà chỉ nhiếp tiếp xúc, hồn lực bản thân cũng nhanh chóng tiêu hao. Đối mặt với hồn kỹ như vậy, phòng ngự cũng không phải, không phòng ngự lại muốn trực tiếp bị ngất.
Đúng là địa phương đẳng cấp cao khống chế hệ hồn sư khiến cho các loại hồn sư khác đau đầu. Lúc này, năng lượng phòng ngự bên ngoài của Hải Ma Đấu La đã bị Hổ Kình Tà Ma phủ phá. Huyết hồng ba văn của Lam Ngân Hổ Kình Ma Chí Nhiếp tự nhiên là không khách khí đặt tên trên thân thể của hắn. Cưỡng chế hiệu quả ngất có hiệu lực. Cưỡng chế đơn giản hai chữ mang đến cho Hải Ma Đấu La chính là bị diệt. Nếu như là ngất kỹ năng bình thường, lúc này đối với Hải Ma Đấu La vẫn là không có hiệu quả. Trong trạng thái thi triển đại cửu hồn kỹ loại siêu cường kỹ năng này, Hải Ma Đấu La thân mình đã ở trong trạng thái phách thể. Không nói bên ngoài có phòng hộ cháo, cho dù không có cũng khó cắt đứt. Nếu không làm sao xứng đáng là kỹ năng cuối cùng của Phong Hào Đấu La đây. Nhưng mà đại kỳ hồn khí có cường thịnh trở lại cũng không ngăn cản nổi 10 vạn năm hồn khí biến thái của Đường Tam. Mê muội nhất thời khiến cho Hải Ma Đấu La không cách nào tiếp tục khống chế hồn lực khổng lồ của mình tụ tập lại, làm cả tòa Hải Thần Đảo đều run rẩy trong tiếng nổ. Bên trong biển vừa mới ngừng tụ lên vũng xoáy thật lớn đã ầm ầm đập bể quay về, sóng lớn đánh sâu vào khiến cho mọi người bên bờ hoàn toàn là ướt sũng. Đại kỳ hồn khí của Hải Ma Đấu La dĩ nhiên là bị Đường Tam mạnh mẽ cắt đứt như vậy. Đáng sợ nhất chính là năng lực thi triển đại kỳ hồn khí mặc dù là đại bộ phận phóng thích ra bên ngoài, nhưng còn có một bộ phận ẩn bên trong cơ thể, dùng để liên lạc cùng với khống chế kỹ năng. Mất đi sự khống chế của Hải Ma Đấu La, một bộ phận hồn lực này chợt cắn trả, kêu rên một tiếng, trong miệng của Hải Ma Đấu La máu tươi cuồng phun, mà ngay cả trong lỗ mũi, lỗ tai cũng tràn ra tơ máu, cả người lùi về phía sau mấy bước ngã xuống, thẳng đến Hải Ma Thánh Trụ mới ổn định thân hình, làm ngân lĩnh vực xâm la vạn tượng lẳng lặng thu lại. Đường Tam lần nữa xuất hiện trước mặt Hải Ma Đấu La, hắn cũng không có tiếp tục công kích. Tinh thần lực cấp bậc hảo hán có thể nói thời khắc đều quan sát tình trạng thân thể của Hải Ma Đấu La. Vị Phong Hào Đấu La này đối với bọn họ vẫn luôn là có ý tốt, Đường Tam đương nhiên là sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải bởi vì phía sau còn có Áo Tơ Tạp phải kiêu chiến hắn, Đường Tam thậm chí là sẽ không làm cho vị Phong Hào Đấu La này bị thương nghiêm trọng như vậy. Thắng, ta chiến thắng một vị Phong Hào Đấu La. Dù là tâm trí kiên nghị, tâm tình của Đường Tam lúc này cũng không khỏi kích động. Đây là lần đầu tiên dưới tình huống một chọi một hắn chiến thắng một vị cường giả Phong Hào Đấu La cấp bậc. Mặc dù nói trận thắng lợi này phải quy càng nhiều cho các loại kỹ năng quái dị và cường hãn của hắn, nhưng không thể nghi ngờ hắn là bằng vào tự thân thực lực chiến thắng đối thủ. Đại ngũ khả một trong bảy phần đã hoàn thành. Tiền bối đa tạ. Đường Tam hướng Hải Ma Đấu La hơi khom người hành lễ. 3 giây ngất đã qua, Hải Ma Đấu La thân hình bất ổn đứng lên, trong lòng thầm than một tiếng, hoàn lễ rồi nói: không cần khách khí, đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Trong 3 giây bị ngất, một bộ phận của đại kỳ hồn khí lại xuất hiện cắn trả. Khi đó Đường Tam nếu như là muốn giết hắn hoàn toàn là có thể làm được, nhưng hắn cũng không có tiếp tục công kích, hiển nhiên là Đường Tam đã hạ thủ lưu tình. Dù là bây giờ hắn còn có lực tái chiến cũng không có lý do làm phiền. Lúc này một đạo lam quang hiện lên, một đạo bóng dáng khác xuất hiện ở bên người của Đường Tam, đúng là Tiểu Vũ. Khảo hạch của Tiểu Vũ là cùng với Đường Tam tiến hành Hải Thần Cửu Khảo. Trong quá trình thông qua khảo hạch, Đường Tam đương nhiên là sẽ không quên nàng. Ngay từ đầu khi mà hắn cùng với Hải Ma Đấu La chiến đấu, hắn đã đem Tiểu Vũ từ trong Như Ý Bách Bảo nàng phóng ra, đồng thời làm cho linh hồn của nàng trở về bản thể, là lấy Hãn Hải Hộ Thân Cháo bao phủ Tiểu Vũ vào bên trong, đạt tới hiệu quả ẩn thân. Cứ như vậy chẳng những có thể để cho Tiểu Vũ tương đối là an toàn làm bạn hắn thông qua khảo hạch, đồng thời Tiểu Vũ ẩn giấu ở bên cạnh cũng là tùy thời có thể phát động công kích, trợ giúp cho Đường Tam thông qua khảo hạch. Trong quá trình đối mặt với Hải Ma Đấu La, hiển nhiên là cũng không cần Tiểu Vũ nhúng tay. Hơn nữa Đường Tam có thể khẳng định, nếu như Tiểu Vũ nhúng tay vào, như vậy trình độ khảo hạch của mình sẽ bị hạ thấp. Vốn trong kế hoạch lần này, khảo hạch phía sau sẽ có các đồng bọn trợ giúp, trong chiến đấu có thể khẳng định chiến thắng, Đường Tam đương nhiên muốn một mình hoàn thành. Giơ hai tay lên, Hải Ma Đấu La xoay người đối mặt với Hải Ma Thánh Chủ, dùng ngón trỏ tay phải gian nan khắc họa một cái hoa văn kỳ dị trên thánh chủ. Khi nét cuối cùng hoàn thành, hoa văn kia nở rộ ra kim sắc chói mắt, chợt chiếu xạ lên trên dấu ấn hoàng kim tam số kích trên trán của Đường Tam. Hai đạo quang mang giao nhau, trong đầu Đường Tam được nhắc nhở, trụ khảo hạch đã qua. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chương Đấu La Đại Lục tập 223 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thứ bảy máu chảy về tim.